Ở tập trước Muya đã sức cùng Lạc Kiệt, và rồi không có bông tuyết nào là sạch sẽ cả. Cả chăn trong bọc cũng có ngày lòi ra. Toàn bộ xèo lôi xèo lõm nhám rổ mùng thâm mà hắn cố chiếc phấn che giấu đã lòi hết cả ra ngoài. Chơi lại còn sắp sáng, cùng đường gã quay đít bỏ chạy một mạch. Thế nhưng lũ sát quỷ cù nhây lại một lần nữa kéo dò hắn ra. Chuyện gì sẽ xảy ra hôm nay? Ê Tanjiro, nhưng tao chẳng thấy gì cả, mà nó nhỏ xíu à. Ông kêu con rắn ba tạng của ông đấy, lấy nó đi Kaburamaru. Rốt cuộc con rắn cũng đã nghe thấy, nó há mở tập luôn hai lá bùa cùng lúc cho Obanai. Anh ta cầm lấy một lá dán vội lên đôi mắt của mình. Muyan mú vò liên tục, Tanjiro đã chặt được một cánh tay của hắn ghì xuống đất. Nhưng sau đó là hàng đống ro đã bao khắp người cậu. Chết chắc rồi. Hơi thở của rắn uyển chuyển trường xà. Iguro lao tới xoay kiếm của mình từ phải sang trái thành nhiều vòng, tạo ra một đồ hình con rắn cuộn tròn khổng lồ phá hoại các loại roi đang bao vây Tanjiro. Cái bùa dù không thể nhìn thấy như bình thường, nhưng ít ra nó giúp cho anh ta nhìn thấy hình ảnh bên ngoài một cách căn bản. Nó làm cho việc chiến đấu dễ dàng hơn là bị mù. Ép góc nó, dồn nó vào chân tường cho chế. Ok luôn, đây là cơ hội ngàn năm có một, không cho hắn ta rời khỏi đây. Hai chúng ta có thể làm được điều này. Lì như chó, lại nữa. Tức muốn nổ hai hòn. Cút đi, đừng có mà cản đường tao. Hả? Mình bị hụt hơi rồi. Có chút khó thở. Thể lực của mình đã tới giới hạn rồi sao? Cái thân xác thịt của mình. Muya đã gần cạn thể lực, hắn càng lúc càng đuối. Dù vậy ở mức này hắn vẫn có thể chống trả hai thằng sát quỷ nhân kia mà vẫn ở thế thượng phong. Cách xa thành phố vài cây số, cảnh chiến đấu kia vẫn hiện lên trong đôi mắt quỷ của Neyuko. Cô bé đang dần hóa lại thành người, duy vẫn còn một số bộ phận và năng lực là của quỷ, như con mắt trái đang quan sát từ xa hay là móng tay. Có lẽ chỉ từ giờ tới sáng thôi, cô đã có thể trở thành người hoàn toàn. Bỏ tay ra khỏi mắt trái, nước mắt cô bé giàn giụa. Cô đã thấy thằng anh mình thảm đến mức nào trong trận chiến đó. Và cô cũng tận mắt thấy được con quỷ đã giết cả gia đình mình năm xưa. Tâm trí cô hiện về cảnh mùa đông năm ấy, cả nhà đang hạnh phúc quây quần bên nhau. Vậy mà một tên quỷ đã tới múa cái roi thịt của mình rồi giết chết tất cả. Những lời cuối cùng của hắn là: bọn chúng đã chết ngay lập tức khi mình bơm một lượng máu lớn vào trong. Không thể nào dễ dàng tạo ra được một con quỷ có thể kháng được ánh sáng mặt trời. Cô bé vừa đi vừa khóc, cô không còn nhiều thể lực để mà chạy nữa. Trong đầu cô bỗng chốc nhớ về những người thân yêu gia đình mình, những người cô đã gặp suốt 2 năm nay, rồi vấp té. Nhưng khi tiếp tục nghĩ về những người bạn của mình, mọi thứ đều trở nên mơ hồ vì một nửa của cô là quỷ. Cô lại cứ tiếp tục nhớ nhớ quên quên không rõ họ là ai, chỉ biết là cảm giác rất thân thương. Cô lại có động lực để mà tiếp tục đứng dậy đi tiếp. Rồi trước mặt cô lại hiện ra một bóng hình vô cùng thân thuộc. Đó chính là bóng ảnh của Tanjiro. Cậu ta nở một nụ cười hiền từ đưa tay về phía cô bé. Bỗng dưng có một thứ sức mạnh vô hình, một luồng ánh sáng gì đó lóe lên trong đầu làm cho cô bé đau đớn. Anh sẽ luôn bảo vệ em, sẽ luôn như vậy, dù có chuyện gì xảy ra chăng nữa. Đúng vậy, đó chính là người anh Tanjiro thân thương đã bảo vệ cô suốt mấy năm qua. Đó cũng là mảnh ký ức cuối cùng tác động vào đầu Neyuko khiến cô hoàn toàn trở lại thành người. Các bộ phận quỷ còn lại trên cơ thể cô bé hoàn toàn tiêu biến. Neyuko cứ vài ngửa đầu lên trời mà khóc. Cô đã nhớ ra tất cả rồi, cô phải tiếp tục đến chỗ Tanjiro. Quay trở lại chiến trường, Muyan vẫn đang đánh đấm hăng say với hai đứa kia. Nhưng trời sắp sáng, anh ta vội lắm rồi, cứ như là đang mắc te mà gặp phải chuyện gấp phải hoàn thành vậy, rất ư là khó chịu. Thằng Tanjiro đang rất là cù nhây, trong khi đó Muya lại cảm nhận thêm một số sinh mệnh đang chuẩn bị quay lại lao vào cuộc chiến. Bọn chùa cột phiền phức, lúc nãy mình không thể kết liễu bất cứ đứa nào trong số chúng cả, dù toàn là vết thương chí mạng chứ phải. Mẹ cái con quỷ mà con điếm Tamayo tạo ra đang chữa trị cho chúng, con lũy đã quyết phái mình tới cùng chứ. Lúc nãy mình không kết thúc được chúng là do thằng nhãi này. Bọn sát quỷ này cứ liên kết với nhau như một chuỗi hạt, chúng cứ như một sinh vật kỳ lạ cứ đè mình xuống. Phải tao đang bệnh mới như vậy, chứ tao mà khỏe thì thấy cụ tụi mày. Quà quà, còn 35 phút trước khi trời sáng. Quà thấy mù nội rồi, trời sắp sáng, không có lý do gì để đặt bản thân vào nguy hiểm nữa. Trận chiến này sẽ kết thúc tại đây. Ủa, thằng chó đang làm gì đó?
U là trời, Muya bỗng dưng bị béo phì, khuôn mặt vô cảm, cánh tay hắn phình ra nhung nhúc là thịt, càng lúc càng to như là sắp nổ đến nơi. Tanjiro nhớ lại câu chuyện ký ức Yorichi kể lại cho tổ tiên mình bên trong giấc mơ của cậu và ý thức được luôn là Muya sắp làm cái gì. Trong khi xà trụ thì chẳng hiểu chuyện gì sắp xảy ra cả. Anh Iguro, thằng nớ đang định phân tách cơ thể đó, hắn làm vậy để mà trốn thoát. Ôi, liệu chúng ta có thể ngăn hắn lại kịp không? Không được, không thể để hắn tách ra. Nếu hai người có thể tấn công vào 12 điểm yếu của hắn cùng lúc thì... Lạ lùng sao, Muyan đang phù nề khắp người để nổ thịt phân tách, thì bỗng dưng bị khần lại. Hắn không thể nào phình to hơn nữa, nếu hiểu kiểu gì. Không chỉ vậy, nhưng chỗ phình lại bắt đầu teo nhỏ, trên bảo dưới không nghe. Ô, hắn dương lại rồi. Ô, không tách ra được, cái quái. Tao hiểu rồi, chắc chắn lại là con đuỷ tấm bay vô xảo quyệt. Rõ ràng thuốc của tới ba tác dụng, biến quỷ thành người, gây lão hóa và chống phân tách. Ô, gần đúng rồi đó cưng, nhưng sai miệng đó rồi. Cơ thể Muyan chấn động, máu phọt ra đầy mồm. Tanjiro cũng khá bất ngờ khi chứng kiến Muyan phun máu tùng tóe. Giọng Tamayo từ nơi âm tào địa phủ bỗng nhiên lại vang lên trong tai của Muyan. Ảm quá đó nha bà. Không chỉ là ba, mà là bốn tác dụng lặng cân nè. Sau khi ba cái đầu nó phát tác á, thì cái thứ tư sẽ phá hủy từng tế bào nhỏ của cân đó. Chà, cưng ghét nhất là cái gì nhỉ? Cái chết đúng không nè? Cái chết đang tới gần trước mắt cưng rồi đó. Nè nè nè, cưng có nhận ra điều gì không? Không cần phải mạnh mẽ hơn để giết cưng, mà chỉ cần làm cưng yếu sọp đi là được rồi hen. Cũng như mày đã đánh đổi tất cả để tồn tại thì ta... À không, tất cả chúng ta cũng đánh đổi để mà giết mày. Đúng là vậy. Bình thường tất cả những gì xảy ra trong chiến đấu hôm nay đều vô nghĩa với ta. Dù chúng có chặt chém ta hăng say bằng những lưỡi kiếm đỏ rất ấy, cũng chẳng hề tổn hại được ta. Hồi phục qua những cú chém đó cũng chưa bao giờ làm ta mất sức. Tất cả những thứ đó cộng lại cũng không bằng một phần nhỏ của hắn ta. Tuy nhiên bốn cái loại độc ở trong người đó đã biến những thứ vô dụng đó thành những thứ gây tác động không nhỏ lên người ta, khiến cơ thể ta trở nên kiệt quệ. Thật không ngờ, chỉ trong một thời gian ngắn mà ả ta đã có thể chế được một thứ như vậy. Bút bẩn vãi. Loại thuốc này khác hoàn toàn với 45 ký độc mà Duma nó ăn phải. Ta cần nhiều thời gian để phân tích và trung hòa nó. Không xong rồi, phải giữ được cái mạng đó. Nghe thì lâu nhưng toàn bộ sự việc đó chỉ diễn ra trong một giây duy nhất mà thôi. Muyan bỗng dưng giang hai tay ra, ngửa mặt lên trời đứng bất động. Ô, thằng quỷ đó đơ như cây cơ rồi. Thuốc của Tamayo đã có tác dụng. Chúng ta đã thắng rồi, qua chặt đầu đó là xong, chơi cũng sắp sang. Tanjiro cùng Obana tự mở lao vào tính thịt Muyan. Thế nhưng hắn ta không phải bị đơ vì thuốc, mà hắn đã đứng thế dồn kỳ để tung chiêu nổ của mình. Một thứ ánh sáng trắng bao phủ Muyan, từ trong cơ thể hắn nhiều đạo sấm sét phóng ra liên tục, không hủy diệt mọi thứ xung quanh. Obana ăn một đạo đau đớn không thôi. Tanjiro còn thảm hơn, sấm sét trực tiếp đánh xuyên qua trái tim cậu từ trước ra sau. Xác quỷ nhân bình thường dính chiêu này chắc đã trực tiếp trở thành tro bụi, bét nhất thì cũng trở thành cục than chết giữa đường trường, huống chi là kẻ rơi vào cỏ chết nhiều lần từ tối đến giờ như là Tanjiro. Nhưng không, suy nghĩ kỹ đi bạn ơi, Tanjiro là nhân vật chính mà, chết đi lấy ai giết chú quỷ bây giờ. Vậy là Tanjiro nằm một cục sau cái đòn đánh của Muyan kết thúc. À, Tanjiro không được nằm một cục bình yên các bạn ạ. Cậu ta sống nhăn răng nhưng phải chịu sự đau đớn không thôi, nằm dưới đất mà cà giật hơn giật kinh phong nữa. Vừa rồi là gì vậy? Sống cơ thể xung kích không ngừng cà giật, mình không thở được, thở không thở. Muyan hắn ta chạy mất rồi. Trời ơi, mình không thở được. Lẽ nào phổi của mình đã dập nát rồi sao? Ông Iguro đâu rồi? Đòn của Muyan ghê gớm đến mức không chỉ giết chết con quạ, mà nó còn trực tiếp đánh vào lá bùa con quạ đeo để mà đánh lan đến những kẻ đang rình mò cuộc chiến. Anh em nhà thiếu chủ Ubuyashiki, dù đòn lan không nặng lắm, nhưng cũng khiến họ xịt máu mũi gục xuống bàn. Hai trụ cột hộ pháp phải lao vào đỡ lấy. Oyakata-sama! Ta ổn, không phải lo. Obana và Tanjiro thế nào rồi? Những con mắt theo dõi, những con mắt đều bị đảo lộn hết, chẳng thể thấy gì cả. Nhưng mà ở hình trên ông cục tay trái, mà ở đây ông lại cục tay phải vậy tay nghen. Lẽ nào đòn của Muyan có thể lan đến tận đây? Không thể nào, không đời nào hắn lại có thể mò ra địa điểm này. Bình minh sẽ đến, chỉ còn 25 phút nữa thôi. Chỉ còn một chút nữa thôi mà, đừng để Muyan nó thoát.
Làm ơn, có ai đó, hãy ngăn hắn ta lại. Muyan đã giết cả nhà Tanjiro như thế nào? But what the hell, bạn? Ở giữa chiến trường sau khi đòn đánh đó kết thúc, cơ thể của Muyan đã có một số biến đổi. Đôi mắt hắn trở nên trắng giả, răng nanh mọc dài ra. Trên cơ thể các vết sẹo hiện ra đậm đà hơn. Đặc biệt ở vết sẹo ở giữa ngực mọc ra hai hàm răng lớn lợm chởm gớm ghiếc. Hắn đưa ra vài giây sau đó định thần lại rồi quay đít bỏ chạy một mạch. Rất thông minh. Mà từ sau lưng hắn bỗng dưng có một luồng sát khí bay tới lạnh gáy. Muya liền tung ra tất cả roi bọc lấy bảo vệ mình. Thì ra đó chính là Inosuheo. Vừa rồi, mày, con chó, mày, mày làm tao một cú đau đớn đấy. Chết mẹ mày với tao. Inosuko, có nguy hiểm lắm. Tanjiro lúc này không nói ra hơi nữa, cậu chỉ có thể thốt ra những lời nói bằng suy nghĩ trong đầu. Dù cho là vậy, suy nghĩ cũng không thể thông suốt vì thiếu oxy trầm trọng. Chỉ một lát nữa thôi, cậu sẽ bị ngạt thở mà chết. Để kết thúc nhanh gọn không cù nhây, Muyan tiếp tục dùng hàm răng trên ngực mình xử ra chiêu vừa nãy để giết thằng đầu heo. Thế nhưng chiêu phát ra hầu như không có khí lực. Nó phát ra một đoạn thành một đường chém chữ X nhẹ nhàng dưới đất, không hề ảnh hưởng gì tới thằng heo luôn. Không thể dùng huyết quỷ thuật, giờ mình kiệt sức rồi. Vì đỡ đòn cho bọn ta, ba chân của lão già Nam Mô suốt ngày và tay của gã mặc áo choàng nửa màu này nửa màu nọ mới bị đứt. Những thi thể nằm kia đều là những kẻ đã ăn ngủ cùng với ta. Trả lại cho ta tay chân, mạng sống của bọn chúng, trả hết lại cho ta. Nếu ngươi không làm được thì đi chết hàng tỷ lần để ba đền tội đi. Inosuke lao vào chém. Muyan cũng nhanh tay giơ vò ra đỡ đòn chống trả. Vừa đánh hắn ta vừa thọc một tay xuống dưới lòng đất. Ở dưới chân Inosuke, cái vò đó mọc lên hóa khổng lồ cắn lấy nút chửng cậu ta. Cú kẹp mạnh khiến toàn bộ cơ thể cậu xịt máu tè le. Chỉ cần thêm một tí lực nữa thì cậu heo sẽ bị phân ra thành nhiều mảnh. Inosuke! Inosuke! Mau cứu! Tiêu tao rồi! Chết mất! Tao sẽ chết trước khi... Một đòn đánh từ đầu gây ra một lực rất mạnh lên cánh tay Muyan khi hắn ta phải nhả thằng heo ra ngay lập tức. Thì ra đó chính là Zenitsu. Cậu ta vừa chạy né đòn của Muyan vừa la toáng lên. Inosuke, mày bình tĩnh lại đi. Thằng Tanjiro vẫn còn sống, tao nghe được nhịp tim của nó. Còn thằng Tanjiro, mày không cần lo gì cả, lo giữ cái mạng sống của mày là được. Nghe rõ lời tao, mày phải cố chết không được sống. Mày sẽ trở về với Nezuko. Nezuko sẽ trở lại làm người. Cả hai sẽ trở về căn nhà mà chúng mày đã sinh ra và lớn lên. Chết tao. Zenitsu đang trong đà nói nhảm thì bị Muyan đánh cho dính vào tường. Mạng mình lo chưa xong mà đã lo cho mạng người khác rồi là sao? Khi cái chiêu đó của chú quỷ chuẩn bị tạo lốc xoáy để nghiền nát cậu ta thì may làm sao Inosuke đã bay vào cứu giá kịp, khiến đòn xoáy nó bị lệch đi. Thế nhưng Muyan đâu phải là dương quái cục tay, hắn ta có hai tay kia mà. Một nhát duy nhất, hắn đánh con heo văng thẳng vào bức tường kêu ét ét máu me tè le. Tanjiro vừa đau lòng vì bạn bè bị chém, vừa đau đớn vì những vết thương trong cơ thể, vừa rung bần bật bởi dư chấn tia sét từ nãy đến giờ. Vả lại một thời gian đã trôi qua rồi, cậu vẫn chưa thể nào thở được, dự kiến là sẽ chết vì tắc thở. Huyết quỷ thuật đang làm đảo lộn hệ thần kinh cơ thể mình. Vậy thì Nhật Luân Kiếm có lẽ sẽ có hiệu nghiệm. Đầu vừa nghĩ tay liền làm, cậu tính dùng kiếm Nhật Luân tự đâm vào cơ thể mình, không dùng năng lượng mặt trời của nó để hóa giải hiệu ứng của huyết quỷ thuật. Thế nhưng mọi chức năng cơ thể đảo lộn kèm với việc dính một mớ hiệu ứng, phải rất khó khăn để Tanjiro có thể nâng được thanh kiếm của mình lên. Việc tiếp theo phải làm đó là hóa đỏ thanh kiếm để tăng năng lượng mặt trời mới chống được thuật của chú quỷ. Cuối cùng là xuyên thẳng kiếm vào vị trí gần tim, nhưng phải tránh được các mạch máu quan trọng cùng yếu huyệt. Chỉ cần sơ sẩy một chút là cậu sẽ tắt thở ngay trước khi bị buộc phải tắt thở. Tanjiro đã tự xuyên thủng bản thân mình, thế nhưng cậu không thấy gì cả mà lại càng thêm đau đớn, cơ thể lại càng rung lắc dữ dội hơn nữa. Quả này xong tới nơi rồi. Muyan phía bên kia chiến trường cũng không hề khá hơn. Người hắn cúi gục xuống, máu chảy đầy mồm, mặt mũi mệt mỏi toát mồ hôi đầy tức giận. Mấy thằng sát quỷ nhân đánh hắn thì như ruồi như nhặng thôi, không quan trọng lắm.
Thế nhưng thuốc phá hủy đã đi đến giai đoạn gần cuối, phá hủy gần hết những tế bào trong cơ thể, làm hắn mất hết sức lực. Toàn cơ thể thì nặng như chì, tay chân hầu như không thể nhấc lên được nữa. Đù moa nó lại đứng dậy nữa kìa bay ơi! Bay ơi bay! Ông cố ơi! Ông cố! Làm ơn đừng có đứng dậy nữa coi! Mùi gian cay thì cứ cay, nhưng tụi xác quỷ nhân cứ liên tục đứng dậy như là zombie. Chúng chẳng biết chết là gì cả. Không chỉ heo và Pikachu đứng dậy, đằng kia có bước chân của Phong Xèo tám ngón. Bóng lưng của Thủy Cục và hình dáng dừa tường lết tới của Nham Què, dù cho họ đã kiệt sức lực hết rồi. Họ dần dần tụ họp lại chỗ của Mùi gian. Hơi thở thú vật, lần thứ tư thiết tế liệt. Hơi thở sấm sét, phích lịch nhất thiểm. Ây, cơ thể của mình giờ không nghe lời mình nữa rồi. Hơn nữa, một chân của mình đã bị gãy. Dù vậy, mình vẫn phải tiếp tục. Cơ hội chiến thắng lần này là duy nhất. Lực thứ 7, hỏa lôi thần. Đòn thế cực mạnh này của Zenitsu đã vừa chém vừa đốt gã Muyan khi hắn ta xịt máu tè le, khuôn mặt thể hiện rõ sự đau đớn mà bất lực. Nhưng Zenitsu đã nhanh chóng nhận ra rằng vết chém của cậu ta quá nông, sức mạnh bản thân đã quá giảm sút rồi. Sau đó cậu té gục xuống đất. Ngay lúc này Muyan đã tự bảo vệ mình, hắn dồn hết sức tàn phóng roi về phía cậu bé. Năm thứ năm cuồng liệt. Inosuke không hề để yên, cậu ta bay vào dùng cả hai kiếm chém mạnh vào tay Muyan để khóa chiêu hắn. Nhưng ngay sau đó cậu ra tiếp năm thứ ba thực liệt, hòng xẻ thịt con quỷ này ra. Muyan sợ té đá nên hắn ta dồn toàn bộ sức tàn của mình tạo ra một chiêu huyết quỷ thuật sấm sét để giết con heo này. Một lần nữa cái chiêu ghê gớm đó lại được phóng ra, nhưng lần này yếu hơn hẳn so với lúc đánh Obana Tanjiro lúc nãy. Gã heo chỉ bị các vết thương phun máu chứ không hề nằm liệt. Dù vậy cậu ta vẫn đang bị đơ ra ngay trước mặt Muyan. Thật là một sơ hở tuyệt vời. Muyan tranh thủ cơ hội này cắt thằng heo ra làm nhiều mảnh. Zenitsu thấy nguy báo hiệu nhưng nó bị đơ rồi. Cậu ta vùng tới cứu nhưng chân què rồi, làm gì kịp. Thằng heo quả này chết chắc. Hơi thở mặt trời trước con Biêm Dương. Tanjiro đã kích hoạt được cơ thể của mình và lại một lần nữa từ cỏ chết trở về cứu giá cho Inosuke. Vừa hết đau xong, cậu ta bỗng chan chê sinh lực tiếp tục thi triển chủ 12 chiêu thức hơi thở mặt trời để mà chuyển thích thứ 13. Cái thứ mà khi khỏe mạnh cậu không bao giờ đủ sức để làm. Thiên vũ, dương hoa đột, tà dương chuyển thân. Vì đòn xung kích lúc nãy nên giờ đây mình không thể combo liên tục các thức được. Cơ thể của mình cần được hồi phục lại. Nhưng giờ đây, tốc độ và sức mạnh tấn công các xúc tu của hắn cũng đã giảm mạnh rồi. Danh phần chi long, thiên vũ nhất thiểm. Chết cha rồi. Trên đường lao tới ra chiêu, cơ thể của Tanjiro đã bị chấn động nặng nề. Cậu gục ngã ngay trước mũi của Muyan. Chết thật. Giờ đây Muyan lấy mạng cậu ta như là lấy đồ trong túi. Cánh tay của hắn đã đập đến đầu của cậu rồi. Năm thứ sáu lại hoàn chảo. Trời đất mẹ ơi, là nó nhây. Con heo từ phía sau lưng đã hồi phục lao tới chém đứt lìa tay của Muyan rồi, cứu Tanjiro một bàn thua trông thấy. Tanjiro thoát chết hữu hồn hữu vía nhưng không quên nhiệm vụ. Cậu ta tiếp tục ra combo 12 chiêu thức để khống chế Muyan kết hợp với Inosuke. Liệt nhật không kính, hỏa xa, bích la thiên, phi luân dương viêm. Ở phía xa, Zenkachu thấy bạn bè lên cả thì rất là háo hức. Nhưng giờ cậu que giò rồi, đâu có lao lên được. Cơ thể ơi, đứng dậy nào. Nếu không tiếp tục tấn công Muyan, hắn sẽ lại bỏ chạy. Kéo dài thời gian đi Zen, làm ơn đi, thực hiện bất kỳ đòn đánh nào, mày có thể di chuyển mà. Cố lên cháu ơi, vậy mà chơi đi, đừng có mà bôi trâu chắc chó vào mặt ông chứ. Đệ tử của ông chưa có thằng nào gà như thế cả. Đừng có mà coi thường tôi. Phích lịch nhất thiểm, lục hình. Trong một giây, Zenitsu đã tự bắn mình về phía Muyan, chém một đòn chí mạng đặt sau lưng hắn rồi tiếp tục té lăn cù mèo ra đất. Trong một khoảnh khắc Muyan bị thần lại, thì hai thằng con cũng lại tranh thủ lao vào đánh hội đồng. Viêm vũ, viêm chuyển tay nha! Inosuke đã bị đánh dính tường, nhưng vẫn còn Tanjiro. Cậu ta không hề nao núng, không hề dừng lại, tiếp tục tấn công Muyan với chuỗi combo của mình. Huyễn Nhất Hồng Tài Dương chuyển thân! Nữa rồi, chân mình chết tiệt. Cái chân của Tanjiro từ tối đến giờ báo cậu ta cả chục lần rồi. Phải trường hợp này thay bằng chân của Neyuko thì hay biết mấy. Cậu lại phơi đầu trước đòn đánh của Muyan. Thế nhưng điều kỳ diệu luôn đến vào những giây cuối cùng khiến Muyan cay không thể tả.
Thằng Zenitsu từ đâu là lao tới xuất chiêu hỏa lôi thần để hắn ta tránh xa Tanjiro. Tức giận hắn chém một đòn xuống lưng Zenitsu phọt đầy máu. May mà Muyan nó yếu hẳn, chứ mà như lúc nãy thì Zenitsu đã trở thành Gojo. Xác quỷ nhân giờ đây như những con sóng, lớp này vừa ngã xuống lớp kia là dấy lên. Điều múa hỏa thần, viên vũ nhất thiểm. Tanjiro từ phía sau Zenitsu đã lao lên cứu cậu ấy. Sau khi tung ra vài chiêu trong combo, Tanjiro đã đẩy hắn ta về phía bức tường. Với một chiêu thật lực, cậu đã dùng kiếm xuyên thẳng thằng chả vào chỏng. Mình không còn sức để thi triển bất kỳ một chiêu thức nào nữa. Một giây, thêm một giây nữa thôi. Một giây nữa, mình sẽ dùng mọi sức lực còn lại giữ chặt thanh kiếm đầy nghiêm tinh khốn này ở đây. Tanjiro hết sức chứ Muyan thì còn á. Mặc dù hắn khó vùng vẫy thoát ra được thanh kiếm đang ghim vào người, nhưng hắn hoàn toàn có thể giết tươi Tanjiro để cậu ta phải buông cái kiếm đó ra đặt mà chạy trốn. Muyan dùng toàn bộ voi phía bên trái của mình vang hết về phía chàng trai bán thang. Thế nhưng thật kỳ lạ, hắn cảm thấy bản thân bị khựng lại không thể ra đòn. Nhìn về phía tay của mình thì... Ôi trời, con nhỏ tóc hồng vú to đã xuất hiện ngay bên cạnh từ lúc nào và nó đang ôm chặt cái vòi thịt của anh ta lẫn mấy cái vòi nhỏ phía bên trong đó. Mày tính làm gì con chó? Tao sẽ không bao giờ cho phép mày. Chết đi, thằng khốn nạn. Với thần lực của mình, Mitsuri đã kéo một đường xé cánh tay Muyan ra khỏi cơ thể hắn như là xé một tờ giấy, khiến hắn ta giật cả cửa mình trợn lo cả con mắt. Đã yếu hết cỡ khó lòng hồi phục rồi thì chớ, mà còn gặp cái cảnh này nữa. Ngay lúc đó, cái vòi bị đứt đã tạo xoáy trên người Mitsuri khiến cô bị trọng thương nặng nề nằm tại chỗ. Dù cho là vậy, Mitsuri vẫn không hề buông cánh tay đã đứt kia ra. Chị Mitsuri, lo lắng cái quần què, tao vẫn còn một tay nè, lo cho cái mạng của mày đi. Muyan giơ cánh tay còn lại để giết Tanjiro, thì bỗng nhiên xoẹt một cái, nó cùng những cái vòi sót lại cũng đã bị rớt ra như cánh tay vừa nãy. Thì ra đó chính là phong sẹo. Dù trọng thương nghiêm trọng, nhưng để chặt một cánh tay đã rất suy yếu của Muyan thì không phải là vấn đề quá lớn. Không chỉ vậy, anh ta còn cẩn thận găm chặt cánh tay còn lại của Muyan vào bức tường, để hắn không thể nhúc nhích thêm được nữa. Không thể hồi phục lại kịp lúc, lại còn bị giam chặt ở đây, mắt Muyan nổi đầy tia máu trở nên lé xẹ. Ủa, tuyệt vọng đến vậy luôn á hả ông già? Không các bạn ạ, vì hết vũ khí để chiến đấu rồi nên Muyan tách nửa người của mình ra từ trán cho tới cổ họng để tạo nên một cái mõm cực bự hồng cắn Tanjiro. Mẫu thịt nó tách ra hai bên nên mắt mới lồi như mắt ốc sên vậy. Tanjiro cũng không chạy đâu được nữa, cậu chỉ biết đứng ngó cái mõm nhớp nháp gớm ghiếp đó chuẩn bị cạp vào cái đầu mình. Máu phun ra như vòi hoa sen. Cái đầu của Tanjiro vẫn còn nguyên đây này. Vậy thì máu từ đâu về nhỉ? Hay Muyan tự cắn vào lưỡi mình rồi? Cái hoa văn áo này, cái kiếm này nhìn quen quen. Thì ra xà chủ ngay lúc này đã tỉnh lại kịp. Anh ta lao cả người mình che chắn kịp lúc cho Tanjiro thoát khỏi cái chết. Nhưng giờ đây những cái răng nanh đã cắm sâu vào đầu và mặt của ảnh. Dù vậy họ vẫn cố chịu đựng. Bởi vì... Mặt trời đang bắt đầu ló dạng rồi. Những ánh ban mai đang dần chiếu rọi. Chỉ vài phút nữa thôi, điểm cuối cuộc đời của Muyan đã đến. Mọi người nhìn thấy ánh sáng mặt trời, và Muyan là kẻ càng phải thấy rõ được nó. Hắn chính là kẻ nhạy cảm với ánh sáng nhất ở đây kia mà. Từ đằng xa, thứ ánh sáng chết chóc đó chiếu đến làm cho hắn sợ hãi. Khuôn mặt căng ra, đôi mắt lộ rõ vẻ hoảng hốt. Giờ thì còn bao nhiêu sức cũng phải tất tay chứ biết sao giờ. Có cái mạng đã rồi tính chứ chữa thương suốt 1000 năm cũng được nữa. Từ cơ thể của Muyan phát ra một loại sóng xung kích vô cùng lớn đánh bật mọi thứ xung quanh hắn ta. Đất đá nền bê tông xung quanh đó dù có cứng chắc bao nhiêu đi nữa cũng bị đánh bật bể vụn hết. Đủ biết lực này mạnh đến như thế nào. Obanai một lần nữa bị đánh văng vào một bức tường nhà. Lực va chạm mạnh tới nỗi khiến chỗ đó bể thành một lỗ. Phong trụ thì bị thổi bay ra xa đầu đập vào đá dưới đất rồi lết đi một đoạn dài ghê gớm. Cái này mà bị chà mòn cái đầu, chấn thương sọ não hay gãy mất hàm răng cũng là phước ba đời rồi. Tính trường hợp nếu mà vẫn chưa có chết á. Còn Tanjiro thì như thế nào rồi? Cậu ta sống chết và muốn giữ chặt thanh kiếm phong ấn Muyan. Mặc cho cái đòn đánh kia đã thổi bay mất một cánh tay của cậu rồi. Nhưng đòn thổi đã kết thúc đâu. Muyan vẫn đang phát hết sức lực của mình. Còn Tanjiro với một tay thì có thể trụ được bao lâu nữa chứ? Dù cho thế nào, đi chăng nữa cũng không được buông tay. Hãy cố gắng truyền lưỡi kiếm thành màu đỏ, nung nóng con tim này. Hãy trở thành đỏ đi, ta van xin mày kiếm ơi.
Wow, những lời van xin hóa đỏ của Tanjiro không trở thành hiệu nghiệm. Tuy nhiên nó có tác dụng phụ là mọc thêm một cánh tay này. Hai tay cầm kiếm quả là chắc hơn là một. Todes, đó chính là tay của anh Ginyu Dương Quá. Và anh cũng chỉ có thể giúp Tanjiro một tay mà thôi, không đòi hỏi gì hơn được. Cả hai người ôm lấy nhau nắm chặt lấy thanh kiếm. Sức mạnh tình yêu cùng sự quyết tâm lan tỏa khiến cây kiếm của Tanjiro nóng đỏ dần lên. Thử sức mạnh hóa đỏ này đã khiến Muya phải dừng chiêu lại, máu huyết lại thổ ra một đống lớn. Hắn còn chưa kịp tỏ ra đau đớn vì vụ này thì vụ khác đã đến. Ánh mặt trời hiện ra một nửa đã thiêu đốt cơ mặt hắn rồi. Bỏ ra đi các bạn ơi, tôi năn nỉ luôn á, hãy rủ lòng thương xót, tôi hối hận thiệt rồi. Chết mẹ rồi, bọn loài người ác độc này quả không có lòng trắc ẩn. Giờ nếu mà mình co cụm người lại thì sẽ cháy trong một giây. Vậy thì mình phải bảo vệ bản thân mình bằng một cái giáp thiệt thật dày. Trong phút chốc, Muya dùng khả năng cụ quỷ của mình tạo ra vô số thịt để bọc bên ngoài cơ thể thật. Những phần thịt này phồng to trở thành một em bé quỷ khổng lồ gân guốc với hàm răng sắc nhọn cùng bộ móng tay 10 năm chưa cắt. Móng tay chắc móc nhiều quá đã trở thành màu đen, quả là một em bé dơ giấy. Phần thịt này dày tới mức nó lấn át ăn cả kiếm của Tanjiro. Ginyu bị mớ thịt lùng bùng đẩy té lăn cù mèo ra đất, hay do anh ta sợ quá tự thả tay ra gì đấy. Riêng Tanjiro thì vẫn cố chấp giữ lấy thanh kiếm của mình. Cơ thể cậu ta dần lún sâu vào mớ thịt dày của em bé. Tiếp đến cậu bị mớ thịt hấp thu nuốt chửng vào trong người nó. Thế là tàn đời cậu bé bán thang. Em bé tiếp theo đó không hề quan tâm tiêu diệt Ginyu. Giờ phút nào rồi quan tâm đến một thằng người vớ vẩn mà làm chi? Thứ hắn cần nhất bây giờ là một chỗ trú ẩn khỏi ánh sáng mặt trời. Với cơ thịt quá dày, Muya phải điều khiển con Titan em bé bò đi mới có thể di động nổi. Chớ đi hai chân là không thể rồi. Tụi mày đâu hết rồi? Cản nó lại nhanh lên, không được để nó tiến vào vòng râm, giết nó! Giờ đây tụi mạnh đã sùi cả rồi, không còn sức mạnh tay chân thì sức mạnh tri thức chính là lúc để phát huy. Đám diệt quỷ nhân cùi bắp đã đẩy cả tủ tri thức lẫn mấy cái mảng tường đè lên đầu con quỷ, khiến nó chấn động nằm bẹp. Hurra, nó chết rồi! Đầu ngựa! Con quỷ nó choáng tí thôi, nó đã vươn người dậy rồi, lại còn chuẩn bị bò tiếp tìm chỗ mát hơn. Hơi thở xe bọc thép! Các Kakushi chôm ở đâu ra mấy chiếc xe hơi, không biết có bằng lái xe chưa nhưng lái rất khí thế tông vào đầu và người con quỷ. Điều này đã khiến con quỷ khần lại khó chịu. Nhưng đối với nó, mấy cái xe này cũng chỉ như mấy cái đồ chơi mà thôi. Chỉ một nắm tay nó dễ dàng đập bẹp một chiếc ô tô rồi. May mà Kakushi khu này nhanh nhẹn tốc biến trong gang tấc. Sau khi phá hủy những chiếc xe cản mình, gã Muyan tiếp tục bò ra phía sau tòa nhà nơi ánh nắng không chiếu tới được. Mà ở nơi đó các Kakushi đã dàn hai tay tàu điện cản đường rồi. Hàng chục Kakushi đẩy cái tàu đó hòng không cho con quỷ tiến tới. Dù có chuyện gì xảy ra cũng không được rút lui. Các đại chủ đều không còn sức chiến đấu nữa rồi. Muyan đâu có nghĩ nhiều, mặt trời chiếu xuống làm da hắn mọng rác. Hắn đau đớn nắm tay lại giơ lên trời tính đập nát bọn Kakushi này. Đừng ngục ngã, ta phải tiếp tục đẩy, không được sợ hãi, phải đồng tâm hiệp lực. Đừng cứ mà dưỡng tính mạng như vậy mà, các người hãy chạy đi, ta sẽ tìm cách khác. Hơi thở của gió thức thứ 9, cuồng phong phi mạc. Ngay lúc cánh tay đó chuẩn bị đánh bẹp dí các Kakushi, thì Phong Sẹo đã kịp thời hồi phục bay ra chém nó. Với một chiêu duy nhất, anh ta đã đánh lìa cánh tay béo ú. Nhưng bản thân anh cũng té xuống đất từ trên cao sấp mặt lợn không đứng dậy nổi. Anh ta cũng cạn sức rồi kia mà, bất lực máu me đầy người, Sanemi chỉ biết chửi và chửi. Thứ súc vật, súc sanh, chó đẻ, chó chết, chết tiệt, sao mày không chết luôn đi mà dây dưa gì nữa hả thằng hãm lợn kia. Muyan bây giờ đâu có thèm nghe mấy cái lời đó vào tai, hắn chỉ cần được sống. Dù mất một tay, hắn vẫn cố chèo qua cái đầu tàu để mà tiến vào bóng râm. Mấy cái quả này Kakushi chỉ có mà bất lực. Thế nhưng từ đâu một đoàn xích khổng lồ đã choang vào cổ hắn, sau đó xích siết mạnh hắn kéo về phía sau. Ôi trời, đó chính là nham trụ. Sức khỏe anh ta rất lớn nhưng không hề có chân để trụ. May làm sao nhiều Kakushi phía sau ôm anh lại, vừa hỗ trợ lực vừa giúp anh ta trụ trên mặt đất. Ok! Sau một tiếng la lớn, nham trụ đã dùng thần lực của mình kéo con quỷ té lật ngửa ra phía đằng sau, đập đầu xuống đất u một cục. Trong tư thế nằm ngửa hớ hên không có gì che chắn, ánh sáng ban mai bắt đầu thiêu đốt da thịt của hắn ta. Hắn ta đang dần biến thành tro, kéo hắn ra chỗ nắng hơn nữa đi. Cha ơi, mẹ ơi, các chị ơi, ông địa ơi, thần tài ơi, xin hãy phù hộ. Thằng Muya nó không dậy nữa, nó bình tĩnh lại rồi. Nó bình tĩnh lật úp người lại, bắt đầu cạp đất mà ăn, tay cũng đào một mớ đất. Nham trụ nhìn thấy ngay cái sự lạ ở đây. Hắn ta đang cố đào xuyên lớp đất,
tiếp tục tấn công đi, làm cho hắn ta không còn đủ sức để mà chống đỡ nữa. Nói thì dễ mà làm thì khó à. Kẻ có sức chiến đấu nhất ở đây là Sanemi cũng đang ọc máu bó giò đằng xa rồi kìa mà. Căn bản anh cũng không tới kịp. Hơi thở của nước thứ 10 xin lưu chuyển. Ồ, anh Ginyu một tay đã lao đến chém cơ thể Muyan. Tuy nhiên sức lực còn ít và chỉ với một tay nên không gây quá nhiều uy hiếp cho đống thịt đó. Thế nhưng lần này Sanemi thấy đồng bọn đến hỗ trợ thì anh cũng mạnh mẽ lên hẳn mà cầm kiếm lao tới. Hơi thở của gió thứ 7 kính phong. Một bước chân cũng đang vội vã chạy tới cho kịp giờ, đó chính là Obanai. Hơi thở của rắn tứ hình nhị xạ thủ. Các chiêu thức trụ cột liên tục xả lên đầu Muyan. Ánh nắng đang thiêu đốt liên tục, đội nham trù cũng đang cố kéo hết sức, nhưng họ cũng đã tới giới hạn của mình rồi. Trong khi đó cơn giãy giụa của Muyan vẫn chưa có hề dừng lại. Cái gì đến đã đến, những sợi xích đúc bằng nhật luân khoáng thạch nguyên chất cũng chịu không nổi mà đất tung. Muyan đã được giải thoát khỏi đám này, yên tâm mà đào đất. Mọi việc đã hết cứu rồi đúng không? Không các bạn ạ. Từ sâu bên trong cơ thể Muyan, Tanjiro còn chưa bị tiêu hóa. Cậu ta như biết được tình hình bên ngoài trong vô thức, vận nội công lên tối đa hóa đỏ lưỡi kiếm. Cái đòn cuối cùng này bên trong cơ thể Muyan khiến hắn ta đau đớn phun máu ra đầy mặt em bé. Cơ thể cũng chẳng thể cử động được mà đào đất nữa rồi. Mặt trời đã lên cao rồi, nó bắt đầu thiêu đốt cơ thể Muyan làm hắn đau buốt la hét không thôi. Da thịt hắn căng ra, mồ hôi toát đầy mặt, không còn hy vọng gì nữa. Cơ thể hắn dần tan biến trong ánh sáng mặt trời. Tàn đời con chúa quỷ. Hiện trạng lúc này, đá chủ từ chối chữa trị. Anh ta trong cơn ảo giác gặp những em nhỏ đã chết của mình rồi đi theo họ. Sa chủ cùng luyến chủ trao cho nhau những lời yêu thương, rồi cũng cùng nhau lìa đời. Phong chủ cũng thấy gia đình của mình và định đi theo họ. Thế nhưng ông bố đã chết của ảnh đã xô ảnh trở về lại cuộc sống. Phong chủ tỉnh dậy với tình trạng băng bó khắp người. Trên mặt anh máu hòa lẫn với nước mắt vì thương nhớ gia đình. Cậu heo Inosuke tuy máu xịt đầy người, nhưng cơ thể vẫn còn rất tăng động. Thậm chí máu còn xịt mạnh ra ngoài cái mặt nạ heo. Cứ thế này cậu ta sẽ chết vì mất máu mất. Dù vậy khi Kakushi cấp cứu cho cậu, thì cậu còn cắn đứt tay của thằng trẻ. Thôi thay kệ nó, thằng heo này khó chết lắm. Genitsu thì dù trọng thương, sức cùng lạc kiệt, nhưng còn thừa khí khóc lóc về cái cuộc đời này. Cậu mặc định cho rằng Neyuko là vợ của mình. Nào là khi cậu ta chết, hãy nói với cô ấy rằng cậu rất yêu nàng. Nói chung tình hình này khó mà chết được. Các Kakushi vẫn cứ là băng bó vết thương cho cậu. Về phần thủy chủ Tomioka, dù rằng cục tay trọng thương nghiêm trọng, nhưng anh ta vẫn không vì bản thân mình chảy máu quá nhiều, mà vẫn cứ là lo cho người khác. Lần này anh lo cho Tanjiro, người đã bị Muyan đút vào cơ thể. Tanjiro đang ngồi giữa chiến trường không động đậy. Cậu đã mất một cánh tay, lưỡi kiếm đã gãy, máu thấm vào đầy quần áo. Các Kakushi đứng cạnh cậu với lòng thương tiếc vô hạn. Tanjiro đã chút hơi thở cuối cùng từ lúc nào. Cả chết của cậu sẽ trở thành một huyền thoại cho thế hệ sau. Giyu luôn có tình cảm với cậu em này. Cậu ta lúc nào cũng tốt với người khác. Cậu ta kéo anh ra khỏi bóng tối của sự tự ti. Hình ảnh một Tanjiro vui vẻ hiện lên đầu của anh. Cơ thể Giyu như mất hết sức lực. Anh ta chậm chậm tiến về cái xác của Tanjiro, đặt tay lên cái tay cầm kiếm của cậu. Mọi thứ đã kết thúc rồi, không cần phải chiến đấu nữa đâu. Mọi người đã được Tanjiro bảo vệ. Ngay lúc này, Neyuko cũng đã chạy tới, chứng kiến cái chết của anh trai mình. Mọi thứ dường như chẳng thể vãn hồi. Người thân duy nhất còn lại trên thế giới này của cô cũng đã ra đi. Nhưng mọi chuyện đâu có dễ dàng vậy các bạn. Muya là con quỷ sống cả hàng ngàn năm. Anh ta trải qua bao nhiêu thăng trầm cuộc đời. Và rõ ràng là ý chí muốn tồn tại của anh là cực kỳ lớn. Ngay từ khi còn là bào thai trong bụng mẹ, cơ thể Muyan đã bị dì dạng phình to như hình dạng em bé cuối cùng của hắn. Ngay lúc này, hắn đã chết, con tim đã ngừng đập. Thần chết đã luôn để ý đến hắn, và những cánh tay của ông ta như muốn đưa hắn đi khỏi thế gian này. Ra đời trong trạng thái tắc thở, tim ngừng đập. Người ta cho rằng nó đã chết non. Ngày đứa bé ra đời cũng là ngày bị người ta đem đi hỏa táng. Nhưng ý chí sống còn của Muyan vô cùng mãnh liệt. Chỉ còn một tia ý thức cảm giác được ngọn lửa ở gần mình. Đứa bé đã chiến đấu sống còn với thần chết,
Hồng giành giật lại một mảnh cơ hội được sống. Và như một phép màu, nó đã cất lên tiếng khóc đầu đời. Dù cho là vậy, đến lúc lớn, thân chết vẫn cứ là đeo bám hắn. Hắn trở thành một kẻ yếu đuối, lúc nào cũng phát bệnh nằm lì, cho đến khi có cơ duyên trở thành chú quỷ. Từ đó, Muyan đã trở mình. Hắn hoàn thành mọi thứ mà mình mong muốn, đưa mọi thứ đi theo dự định của mình, nhưng cảm giác vẫn bị giới hạn cả gì đó. Đúng vậy, mọi tạo vật rồi sẽ phải chết không có ngoại lệ. Ngay cả chú quỷ cũng không thể trường tồn vĩnh viễn. Lần đầu tiên, hắn phải đồng tình với kẻ thù truyền kiếp kim con cháu của mình Ubuyashiki. Chà, những kẻ chết cơ thể bị phân hủy, mọi thứ sẽ kết thúc. Nhưng thân xác có mất đi, thì lý tưởng vẫn là vĩnh cửu bất diệt. Cái tôi bạn ngã của Muyan quá lớn, hắn không muốn mình mất đi hoàn toàn. Tâm niệm của hắn sẽ phải trường tồn không bao giờ được diệt vong, ngay cả khi đã chết. Ngắm nhìn cái sự thật đẹp đẽ này, làm cho Muyan xúc động, dù cơ thể anh đang tan biến dưới ánh bình minh. Anh đã quyết định rồi, mạch thở cùng trái tim đã ngừng đập, nhưng tế bào của anh chưa hoàn toàn chết. Anh sẽ đẩy toàn bộ sức mạnh máu ký ức còn lại của mình vào kẻ đang kẹt trong cơ thể của mình, Tanjiro Kamado. Khi chuyển mọi thứ đi như vậy, Muyan sẽ biến mất, Tanjiro cũng đi đứt. Kẻ tồn tại còn lại là một con quỷ mới được sinh ra, Tanjiro Kibutsuji, mất hết ý thức về cả hai kẻ trước. Con quỷ này sẽ kế thừa ý chí của Muyan, cùng nhau họ sẽ chống lại ánh mặt trời trở thành chú quỷ mạnh nhất. Muyan đâm tay vào cổ Tanjiro, truyền mọi thứ còn lại của mình vào cái xác đó. Ông dần dần tan biến trong không gian cùng với lời nguyện ước cuối cùng: đừng chết nhé con trai của ta, ta tin rằng con sẽ hoàn thành mọi giấc mơ đang dang dở của cha. Tanjiro đã chết, ngồi giữa đám người tiếc thương cho mình. Nhưng giờ đây cậu sẽ là người tiếc thương cho chúng. Cái xác của Tanjiro mở to mắt. Đó chính là mắt của chú quỷ Muyan. Cậu đã hóa quỷ trước sự ngỡ ngàng của xác quỷ đoàn. Việc đầu tiên Tanjiro làm, đó là hồi phục lại cánh tay trái đã đứt lìa của mình trong chớp mắt. Tiếp theo là dùng cánh tay đó giết gã Kakushi gần nhất xung quanh. Kiyu luôn trong trạng thái đề phòng nên đã cứu được cậu ta. Tanjiro hóa quỷ, giờ đây không còn ý thức nữa. Cậu ta cười mang dại, nước dãi chảy ròng ròng, răng nanh cùng móng vuốt mọc ra dài, thiệt là dài. Ngay lập tức, cậu quay sang giết đứa Kakushi tiếp theo bên cạnh mình. Nhưng khi vừa tới, thì ánh sáng mặt trời đã hiện ra thiêu đốt cậu cháy rụi. Anh Kakushi may mắn chỉ mất cái màn che mặt với bị trầy da chảy máu sống mũi mà thôi. Con quỷ Tanjiro đau đớn lăn lộn dưới đất. Ginyu nắm ngay được tình hình, yêu cầu ai còn cầm vũ khí được thì cầm. Họ cần tiêu diệt được con quỷ cuối cùng này. Nó chính là con cốt lõi kế thừa chú quỷ. Hai đứa bạn thân heo và khóc nhè bàng hoàng khi nghe được thông tin động trời. Ginyu đã lao tới, cầm kiếm xuyên qua người Tanjiro. Anh ta thà giết chứ không để Tanjiro hư hỏng được. Tanjiro có vẻ đau đớn vì bị đâm, cũng đau đớn vì ánh mặt trời thiêu rụi. Nhưng mặt cậu ta bỗng dịu lại. Trời đất mèn đét ơi, những vết bỏng mặt trời trên cơ thể cậu ta đã ngưng bị đốt cháy, dù ánh sáng mặt trời lúc này mạnh hơn lúc Muyan chết. Thậm chí những vết bỏng trên mặt Tanjiro cũng dần phục hồi trở lại. Rõ ràng, điều này có liên quan tới huyết thống gia tộc. Có lẽ là gia tộc Kamado truyền đời múa lửa nên gen phù hợp với ánh sáng mặt trời. Hoặc giả như là từ bé anh em nhà Kamado được mẹ cho ăn món hoa bỉ ngạn xanh xào tỏi liên tục, nên cả hai anh em dù hóa quỷ vẫn có thể dần đề kháng được ánh nắng mặt trời. Tanjiro đưa tay lên tát cho Ginyu một phát trời giáng. Anh ta nhanh trí né kịp, vậy là chỉ bị toạc máu mồm mà thôi. Mày làm cái quần gì vậy hả? Inosuke tức giận dùng kiếm chém bật cánh tay của Tanjiro ra, khiến cậu ấy nhảy lùi về phía sau. Zenitsu cũng đã được Kakushi dìu đến. Thủy chậu sắp không xong vì mất máu quá nhiều. Tanjiro giờ đây đã trở thành một con quỷ hoàn toàn với đôi mắt tà ác, gân guốc nổi khắp mặt. Trên mặt cậu lại hiện ra nhiều ấn diệt quỷ khủng bố. Giờ đây, cậu ta như một con quỷ non, chưa có ý thức gì nhiều, cũng chưa có kỹ thuật chiến đấu hay sử dụng tốt huyết quỷ thuật. Hắn chỉ biết là những kẻ khác đang cố làm hại bản thân mình, phải chống trả và chạy trốn càng nhanh càng tốt.
Cũng may cho cậu ta, giờ đây trụ cột ra đi gần hết. Những kẻ còn sống, đa phần cũng thân tàn ma dại. Không ai có đủ sức để chống lại một tên tân chú quỷ vào lúc này. Cay cú vì bị đánh đau, cậu ta lao lên tấn công thằng đầu heo trước. Với kẻ đang đánh theo bản năng như Tanjiro, thì Inosuke dễ dàng lách qua kề kiếm chặt bay đầu cậu ấy. Nhưng đầu heo không thể làm vậy. Họ là bạn đồng hành cùng trải qua bao khoảnh khắc vui sướng cũng như đau khổ kia mà. Inosuke chảy đầy nước mắt mà đứng bất động. Trong những khoảnh khắc như thế này, thì cậu lại là đứa khóc nhiều nhất. Họng máu phục lên, cậu té xuống đất. Ôi, thì ra Neyuko đã lao tới cản anh trai mình lại. Máu phục ra đó chính là Tanjiro đã dùng móng bóp vào hai bên tay của cô. Cậu ta còn cắn ngập răng vào vai cô, khiến người Neyuko đầy những máu. Dù cho là vậy, cô vẫn ôm chặt anh hai của mình, thương xót cho số phận anh ta và khuyên anh đừng từ bỏ. Đừng từ bỏ gì thì không nói. Tanjiro hiện tại không thể nghe hiểu tiếng người, nhưng phần nào đó trong người cậu lại cảm nhận được loại tình cảm đó. Nội tâm đấu tranh lẫn nhau, dù bản thân cậu không hiểu gì cả. Cậu ngửa mặt lên trời hét lên giận dữ, cuối cùng cũng quyết định bóp mạnh tay đâm sâu vào thịt của Neyuko mà lao lên phía trước tàn sát. Từ phía sau lưng, Zenitsu cùng Kakushi cũng đã ôm chặt cậu lại. Tanjiro lại càng hét to hơn hòng thoát ra được vòng vây. Thằng heo ngồi dưới đất nãy giờ cũng đã đứng dậy được mà vả vào đầu Tanjiro. Hắn ta đau khổ vì thằng bạn mình mất lý trí. Thằng đầu heo dùng hai tay đấm liên tục vào đầu thằng quỷ. Lần này con quỷ Tanjiro điên lên thật rồi. Nó hét to vận ki lên người. Sau khi có mana liền vận huyết quỷ thuật đạp xuống đất gây chấn động vòng tròn. Những kẻ trong bán kính xung quanh đều bị chấn lực đánh bay ra mọi hướng. Từ trên lưng Tanjiro mọc ra bốn cái kagune màu đen và một cái đuôi xương dài hàng cây số đánh giết những kẻ xung quanh. Dù vậy, cậu ta cũng không tiếp tục làm hại con em gái đang bám lấy cái cần cổ này. Có lẽ một phần nhân tính trong người Tanjiro cũng đang chiến đấu với bản thể mới của cậu ta. Tanjiro dùng đuôi xương đánh về phía Zenitsu, thì nhanh như chớp vì thủy chủ đang trọng thương đã kịp dùng hơi thở nước đánh bật nó. Giờ trong đầu anh chỉ còn một ý nghĩ là nhanh chóng tìm cách giết con quỷ này. Một con quỷ kháng cả nhật luân kiếm lẫn ánh sáng mặt trời. Nó mà phát triển thêm bầy đàn thì chỉ có mà tận thế. Trong khi anh đang suy nghĩ thì Tanjiro đã vận huyết quỷ thuật gom ki trở thành một đòn bom vĩ thú đẩy về phía anh rồi. May sao khi Tanjiro đang thổi thì Neyuko đã chặn hồng cầu được, nên bom vĩ thú nổ giữa đường xét bắn tùm lum như là Chidori. Thủy chủ cũng nhờ vậy mà nhanh chân chạy thoát. Cánh tay của Neyuko giờ đây máu me tè le, nhưng cô vẫn kiên quyết không cho anh mình đi hại người khác. Cô vừa ôm chặt anh ta vừa khóc lóc. Tanjiro không hại con em mình, cũng không di chuyển đi đâu hết. Cậu dùng các tay đánh mạnh xung quanh, ngăn kẻ khác lao vào tấn công mình. Con quỷ Yushiro đứng trong góc tối nhìn ra trận chiến này. Anh ta là con quỷ duy nhất không chết vì không phải là do Muyan tạo ra. Nhưng anh rất bất lực, không thể ra ngoài ngăn cản. Chỉ cần tắm nắng một phát là đắt bụng lờ mau ngay. Ngoài ra huyết quỷ thuật cũng sẽ bị ánh mặt trời thiêu rụi mà thôi. Trước mặt cậu, một bóng người thân quen lết lết qua. Đó chính là Kanao. Cô trọng thương quá nhiều rồi. Trong túi cô có một lọ thuốc hóa quỷ thành người. Tanjiro hóa quỷ chưa lâu, biết đâu thuốc lại có tác dụng. Kanao không tiếc gì cái mạng mình nữa. Cô liều mình bút bỉ ngàn chu nhãn, dù có thể mất luôn con mắt còn lại. Sau đó dùng hết sức mình lao về phía Tanjiro. Tanjiro thấy có kẻ lao về phía mình, liền lấy tay chém. Kano nhờ vào bỉ ngạn chu nhãn, cảm thấy mọi thứ trước mặt đều chuyển động chậm đi, nên dễ dàng né tránh. Cô đã bay lên cắm ống thuốc vào bên trong cơ thể Tanjiro. Cậu ta cũng đã xé một đường trên ngực cô bé. Tanjiro, cậu không được làm vậy, hãy mau chóng trở về đi. Thuốc đã có tác dụng. Tanjiro bỗng dưng đứng bất động tại chỗ, dần có một ít ý thức. Sâu bên trong tế bào con quỷ, chút ý thức con người của Tanjiro đang bị nhốt trong khối thịt. Cậu ta đã cảm nhận được nó và mong muốn quay trở về. Trong khi đó, ý chí tế bào của Muyan đang nhốt chặt cậu ta lại không muốn điều đó. Hắn ta cố thuyết phục cậu ở lại. Nhưng tấm lòng lương thiện của Tanjiro quá cao cả. Các linh hồn khác đều đến giúp cậu. Gia đình đẩy cậu từ phía dưới lên,
Muyan lại nắm đầu cậu đẩy xuống dưới. Ngay sau đó, cánh tay của các trụ cột đã chết lại đẩy lên một lần nữa, đưa cậu rời khỏi khối tế bào. Trên đầu cậu là rừng hoa tử đằng. Cánh tay của em gái cậu đang đưa xuống nắm tay cậu kéo lên. Muyan tuyệt vọng níu kéo Tanjiro, nhưng những cánh tay của những người còn sống lại đưa xuống kéo Tanjiro lên mất. Muyan giờ đây chỉ còn nắm lại được cái quần mà thôi. Tanjiro đã rời xa vĩnh viễn. Huyết thống loài quỷ từ nay kết thúc. Tanjiro tỉnh dậy dưới vòng tay của đồng đội, vòng tròn của đàn anh cùng các Kakushi. Cậu đã hoàn toàn trở lại thành người và lấy lại cái mạng của mình. Mọi người vui sướng ôm lấy nhau, hò reo trong vô vàn hạnh phúc.